sau lưng của tôi. Em xoa nhá, nếu mà cong cong tay lên thì mình xoa phản này không? Mà cong cong này thì có cái lực từ lắp đầu ngón tay của mình nữa. Nó còn heo nữa. Chạm cũng phải găng vào tay và lắp đầu ngón tay. Được chưa? Găng vào tay và lắp đầu ngón tay. Cong tay có cảm giác cũng được. Mình thế không? Khi chúng ta đã lựa chọn được con giống hậu bị tốt để làm nái thì đến giai đoạn 6 tháng tuổi chúng ta tiến hành cho hậu bị tiếp xúc nọc. Thì cho heo hậu bị tiếp xúc nọc có vai trò như sau. Thứ nhất, giúp cho heo nái hậu bị tăng độ dài tử cung để đảm bảo không gian cho số con sau này trong bụng heo mẹ. Và sẽ làm giảm cái tỷ lệ chết lưu, chết khô cũng như để heo phát triển hoàn thiện các cơ quan sinh sản khác như vú, hệ nội tiết, v.v. Nếu chúng ta làm công việc tiếp xúc nọc tốt thì sau này sẽ làm giảm rất nhiều việc sử dụng kháng sinh và nhất là hormone oxytocin, sẽ làm giảm viêm nhiễm, giảm tỷ lệ lốc, giảm sảy thai, giảm tỷ lệ loại thải nái, giúp heo đẻ dễ hơn. Thì cách cho heo tiếp xúc nọc như sau. Nếu nhà bác nào có heo đực thì các bác cho heo đực đứng trước mặt heo hậu bị cần tiếp xúc. Người thực hiện ép nọc đứng phía sau, đè lên lưng, xoa hai bên thân, xoa bóp vú cho heo hậu bị. Các bác có thể là cho 5 đến 6 heo hậu bị vào một ô chuồng, sau đó tiến hành xoa bóp từng con một. Đối với trại nào không có heo nọc thì các bác cũng làm tương tự và có thể mua một liều tinh về để cho heo hậu bị ngửi. Việc làm này sẽ giúp cho kích thích hormone sinh sản, giúp heo nhanh lên giống. Thời gian ép và tiếp xúc lọc cho một con là từ 15 đến 20 phút và thời gian thực hiện phải liên tục từ 5 đến 7 ngày. Như video trước tôi đã chia sẻ thì đối với giai đoạn hậu bị này thì chúng ta nên cho ăn thêm một số loại thức ăn bổ sung dinh dưỡng như dòng Happy Soul của Provimi. Thì chia sẻ lại với các bác, đây là những dòng sản phẩm chứa các loại vitamin và vi khoáng giúp hỗ trợ sinh sản, kích thích trứng phát triển nhanh, chín đều và rụng đồng loạt, sẽ giúp cho tăng tỷ lệ rụng trứng, tăng khả năng thụ thai và thai sẽ khỏe mạnh, nái đẻ nhiều con. Thì trên đây mình vừa chia sẻ với các bác về cái cách cho heo hậu bị tiếp xúc lọc như thế nào thì các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bác. Và các bác nhớ like video, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh HLT Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Người ta gọi là tập thái cực quyền đấy.